Hi, xin chào quý khán giả của kênh Chí Tin Dừa ha. Thì hôm nay mình đang ở Bình Chánh. Hôm nay ngày 25 tháng 10 2020 ha. Thì mình trở lại và mình sẽ cập nhật cho mọi người một cái bản tin tổng hợp về bão miền Trung ha. Ở đây. Thì hiện tại là theo mình cập nhật thông tin mới nhất á, thì ở miền Trung đang bão đó. Hiện tại là bão đã đi trở lại miền Trung theo nguồn của zin.vn ha, trên báo zin ha. Và nếu mọi người nhìn thấy ở đây trên máy quay của mình á, thì mình có là trời hôm nay nó mây đen nhiều lắm. Hồi nãy mình đi ăn sáng với thằng em mình á mà nó lạnh người luôn, lạnh người. Đó là cảm giác thật nha. Đó. À, thì mọi người cùng hãy xem hết video để mình xem mình cập nhật những thông tin gì trong cái bản tin ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ thay đổi cái không gian một tí ha, là mình sẽ đi lên trên gác phía trên ha. Tại vì hôm nay có thằng em mình qua chơi nên mình lên gác mình làm việc với nó luôn, hai anh em làm chung công nghệ ha. Đây. Chào quý khán giả đi à. Ừ. Đang làm việc rồi. Đây là cái góc làm việc ngày hôm nay ha. Chào đi. Chào quý khán giả. Quay hoài. Tôi cười tí. Rồi giờ mình bắt đầu vào bản tin luôn ha. Vì mình là chưa có chuyên nghiệp nên mình tổng hợp những cái thông tin về những cái nguồn thông tin á, thì mình sẽ cập nhật từ những cái trang báo chính thống nè, hoặc là những cái trang fanpage của những người chính thống. Như là mình sẽ cập nhật tin Thủy Tiên thì mình sẽ vô mình fanpage chính thống Thủy Tiên, tại vì mình trên công nghệ thì mình biết những cái trang nào chính thống và những cái trang này giả mạo. Thì cái thế mạnh của mình là vậy nên mình sẽ cập nhật cho bà con cô bác biết tình hình ha. Thì theo cập nhật mới nhất á, cái tin đầu tiên á, là muốn gửi tới mọi người á, là cập nhật mới nhất của bên Thủy Tiên á, là đã được 150 tỷ rồi ha. Hiện tại cái số tiền thì rất nhiều bà con muốn biết là cái số tiền hiện tại đã lên tới bao nhiêu. Thứ nhất là ca sĩ Thủy Tiên và thứ hai là anh Hoài Linh rồi ha, nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh thì mình cũng sẽ cập nhật một cách trực tuyến luôn ha, là Võ Hoài Linh nè đó. Tại vì mình nhiều khi mình coi những nguồn tin không chính thống, tại vì mình không phải do công nghệ á, thì mình coi không có được chính xác thì nó dẫn tới sai, sai thì nó không có hay ha đó. Em nên cập nhật nè. Đây thì Võ Hoài Linh ha, thì chỉ dùng một tài khoản duy nhất, thì cái này là cảnh báo thôi, cái này cảnh báo cho mọi người là nên cập nhật cho chính xác thông tin ha. Đó, chứ đừng có cập nhật tùm lum. Rồi hiện tại là cái số tiền cập nhật là sau 4 ngày từ 18 giờ chiều ngày 20 tháng 10 đến 18 giờ ngày 24 tháng 10 á, số tiền đã lên được tới 6 tỷ 915 triệu 422.954 đồng ha, 954 đồng rồi đó. Đó, ngân hàng đang bị treo ha. Đó. Đó. Thì mình muốn cập nhật cho mọi người cái con số để mọi người nắm là tình hình là hiện tại là nhiều nghệ sĩ Việt á đang giúp cho đồng bào miền Trung rất là nhiều ha, đang giúp cho đồng bào miền Trung rất là nhiều. Rồi và tiền này, hoặc là về những cái như là yếu phẩm rồi mì hay là thực phẩm rồi đó là đầy đủ hết. Đó, thì nhưng mà mình hồi nãy mình giống như mình có nói là theo cái nguồn tin của Zin á, thì hiện tại là có một cơn bão khác sắp đi qua là bão số 8. Đó, nguồn tin từ zinnews.vn á. Đó. Bão số 8 thì sẽ đi áp sát đất liền Hà Tĩnh với Quảng Trị nữa. Thì mình cũng cập nhật cho mọi người biết để người dân có thể sơ tán đi sớm hoặc là
Mạnh Thường Quân á, thì mình cũng nên cân nhắc, tại vì để mình giữ gìn sức khỏe và để mà cứu cứu trợ cho người dân nữa, chứ mình đi cứu trợ mình để cứu ngược lại thì nó cũng không hay ha. Đó thì hy vọng là những cái thông tin của mình cung cấp là sẽ giúp ích được cho nhiều quý bà cô bác ha. Đó thì mình làm cái bản tin này thì mình làm lần đầu nên nó còn nhiều thiếu sót, thì mong bà con cô bác góp ý ở dưới thì mình sẽ thay đổi điều chỉnh lại cho nó hợp lý. Thì hôm nay là ngày chủ nhật, cũng khá là trời ở đây thì thấy nắng nhưng mà mưa, giống như nãy mọi người cũng coi ở khúc đầu á, là có nhiều mây kéo tới lắm đó, nhiều mây kéo tới. Rồi tiếp theo mình muốn gửi tới mọi người một cái thông tin nữa, là mình thấy mấy ngày nay á, cái vấn đề là đầu tiên là nó mình cầm số tiền nè, thứ hai là muốn gửi tới mọi người á, là đừng có ném đá những cái đoàn mà cứu trợ nữa, tức là người ta cứu trợ, người ta bỏ công bỏ sức người ta đi ra đó thì người ta cũng bỏ công ăn việc làm. Mình thấy nghệ sĩ là bị chỉ trích nhiều nhất, như là Hỷ Tiên là bị dính đầu tiên nè, ca sĩ Hỷ Tiên á, rồi sau đó thì có Hồ Việt Trung nè, ca sĩ Hồ Việt Trung, hoặc là những Trường Giang cũng đi nè, rồi Hoài Linh cũng đi. Nói chung là người ta có tấm lòng người ta mới mới đi ra đó, chứ không ai mà trong khi mà người ta đâu biết là bão hết như là mấy ngày nay đâu. Hôm qua đây là trời là tình hình là nắng đẹp, là bão đã đi qua rồi, nhưng mà cũng đâu biết lúc người ta đặt vé người ta đi là người ta đi vì cái lòng, mà ta đi cái đó ta đâu có biết là bão nó có hết hay không, nó mà ta dám người ta đi ngoài. Như là mình thấy bên bên của thầy Khương của mình cũng vậy, nhiều anh chị vô comment là đi du lịch từ thiện rồi gì, nên sắp xếp lại này kia. Nói chung là nhiều ý kiến ha, nhiều ý kiến đó. Nhưng mà mình mong á, là mọi người hãy chung tay đồng sức để mà cùng giúp đỡ đồng bào miền Trung, chứ đừng có chỉ trích nhau vậy thì nó không hay. Nói chung là cũng có tấm lòng thì người ta mới đi, vừa vận động nè, rồi vừa cầm tiền đi theo, như là thầy Khương hoặc là Kiên cầm theo một tỷ đồng thì không có sợ gian khổ, sợ bị cướp này kia rồi gặp nguy hiểm đến mạng nữa, nhưng người ta vẫn sẵn sàng người ta đi. Thì mọi người mong mọi người là đừng có ném đá, đừng có chỉ trích nữa ha. Đó, hãy chung tay đồng lòng và cùng hướng về miền Trung để mà cứu trợ miền Trung ha. Thì mình cũng treo cái banner để mà hướng về miền Trung á, thì mong là mọi người ủng hộ ha. Đó thì cái bản tin mình chỉ muốn nói hai vấn đề đó thôi. Một là mình cập nhật một số cái nổi bật, như là số tiền của Mạnh Thường Quân quyên góp được cho Hỷ Tiên là hiện tại là bao nhiêu, và của Hoài Linh là những cái nổi trội mà mọi người muốn muốn cập nhật thì mình lên cập nhật chính thống cho mọi người coi. Cái hai là cập nhật những tình hình mà người đi phát quà đó, như Thúy Diễm phát quà, Thúy Diễm hoặc là Lương Thế Hành cũng bị chỉ trích nữa. Nói chung là ai đi cứu trợ cũng bị chết hết thì người ta nản, người ta đâu có đi nữa. Nói chung là bị chỉ trích nhiều quá mà người ta phản ứng lại thì các bạn lại vô là khiêu khích, nói là này kia đâu đó thì nó không hay ha. Thì mình muốn cái video truyền cảm hứng tới mọi người, là muốn mọi người là vui tươi, không phải là vui vì miền Trung như vậy mà vui, mà mình vui tươi là mình hướng tới một cái nào mà một cái tinh thần là nó truyền cảm hứng tới cho người dân để mà miền Trung á vượt qua đó. Vui là vui như ở chỗ đó, chứ không phải là vui vì những cái cảnh tang thương. Những cảnh tang thương thì mình thấy nhiều, mình coi rất là nhiều video nước ngập tới đầu rồi, bò trâu rồi bị ngập lụt rồi, nói chung là tang thương lắm, nói chung là buồn. Nhưng mà cái mình muốn nói ở đây là mình phải có một tinh thần là lạc quan, yêu đời, mà mình mới truyền cảm hứng được tới đồng bào miền Trung, để đồng bào miền Trung cùng vượt qua cái đại hạn này ha. Đó, thằng em mình nó tiền nó góp phần truyền cảm hứng bài miền Trung, giống như hôm qua mình có nghe cái bài của ca sĩ Hồ Bích Trâm và nghệ sĩ gì toàn cái đoàn phim Bánh Mì Không Màu, mình thấy cũng khá là hay ha.
nghe mà cảm động, mà nghe mà nó bồi hồi luôn, xót thương sao lòng miền Trung, là dàn dàn những gì bánh mì ông Mào, là bắt một một tí thôi để được bản quyền nữa ha. Mình cũng xin phép Hồ Bích Trâm mình cho mình nghe một tí để mình có cái cảm hứng. Sĩ Hình Nam á, nghe cái giọng của nghệ sĩ Hình Nam là người biết liền, là hát rất là truyền cảm luôn. Mình thấy cái bài này rất là hay luôn ha. Đó, nhưng mà mình mong mọi người hướng tới một tinh thần lạc quan nha, yêu đời đi, tại vì tang thương quá nhiều, coi cảnh tang thương nhiều lắm. Những chiến sĩ hoặc là những người dân bị chết chìm trong biển lũ đó thì mình không muốn nhắc tới nhiều của nó nữa, không phải là thì coi nhiều quá rồi. Mình mong mọi người là hướng tới tinh thần lạc quan ha. Rồi thì chắc mình xin kết thúc cái bản tin ở đây. Mong mọi người góp, nếu mà mình làm cái gì thiếu sót thì mọi người comment góp ý cho mình ha. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ và like cho mình, để mình có động lực làm thêm nhiều cái bản tin khác nữa mình cập nhật. Mình cập nhật ở đây là mình nói là mình cập nhật những cái thông tin chính thống, tại vì mình dân công nghệ, mình biết trang nào là chính thống và những cái trang nào giả mạo thì mình sẽ bỏ ra để cho mọi người bớt cái nguồn tin lại, chứ không phải là mình là một cái báo chí hay là gì hết, nên mong mọi người thông cảm ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ha. Chúc mọi người buổi sáng một ngày chủ nhật tốt lành ha.